Những người đàn ông cơ bắp, phụ nữ nhìn đã phát thét, thốn tận cổ họng. Chào các bạn. Từ lâu, môn thể dục thể hình luôn được rất nhiều người trên thế giới quan tâm và tập luyện. Luôn luôn có nhiều cuộc so tài được khởi tranh để tìm ra người lực sĩ đứng đầu. Ngày nay, hầu hết những người đều thích cơ bắp, nhất là bên nam giới. Họ đã luyện tập rất cực nhọc để có cơ bắp khỏe và đẹp. Hãy cùng tôi bí ẩn điểm qua 5 người đàn ông có cơ bắp khủng khiếp nhất thế giới nhé. Một, Ronnie Coleman, lực sĩ thép giữ kỷ lục vô song. Ronnie Dean Coleman sinh ngày 13 tháng 5 năm 1964 là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp người Mỹ về hưu. Người chiến thắng trong danh hiệu thể hình Mr. Olympia trong 8 năm liên tiếp, ông đã được gọi là một trong những vận động viên thể hình vĩ đại nhất mọi thời đại. Cùng với 8 vị trí Mr. Olympia, anh ấy là một động viên thể hình chuyên nghiệp. Anh ấy đã giữ kỷ lục cho hầu hết các chiến thắng với tư cách là một chuyên gia IFBB với 26 lần vô địch kể từ khi bị Dexter Jackson phá vỡ. Hai, Johnny O. Jackson, người có cơ bắp dày nhất. Johnny O. Jackson sinh ngày 30 tháng 1 năm 1971 tại Hamilton, New Jersey, là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp và năng lực chuyên nghiệp của IFBB. Jackson đã được cho là có một trong những thân thể phát triển tốt nhất trong thể hình chuyên nghiệp trên thế giới. Ông được biết đến với việc đào tạo tại Arlington, Texas, cùng với đối thủ cạnh tranh chuyên nghiệp của IFBB là Brent Warren. Do sức mạnh của mình, đôi khi anh ta được nhắc đến, đặc biệt là trong năm 2009, là vận động viên thể hình mạnh nhất thế giới. Ba, Marcus Rupp, lực sĩ có vai to và rộng nhất. Marcus Rupp sinh ngày 22 tháng 2 năm 1972 tại Darmstadt, Đức, là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp IFBB về hưu. Rupp bắt đầu đào tạo ở tuổi 18 theo khuyến cáo của bác sĩ sau khi duy trì chấn thương đầu gối trong khi chơi bóng đá. Rupp bắt đầu luyện tập 6 ngày một tuần cho đến khi quyết định thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp 5 năm sau đó. Trong thời gian này, ông làm việc như một người bán xe cũ. Rupp đã ký một hợp đồng tài trợ của thương hiệu Ultimate Nutrition. Bốn, Mustafa Ismaili, người sở hữu bắp tay khủng nhất thế giới. Mustafa Ismaili, chàng trai 27 tuổi từng được sách Guinness công nhận là người có bắp tay to nhất thế giới với chu vi 78cm vào năm 2012. Số đồ kỷ lục trước đó của Greg Valentino 71,1cm. Để có được thành tích như vậy, Ismaili đã phải trải qua 10 năm luyện tập gian khổ. Mustafa Ismaili cho biết anh rất thích nhân vật Popeye, và đó là lý do đầu tiên khiến anh quyết tâm để có bắp tay như thủy thủ hoạt hình này. Năm, Arnold Schwarzenegger, vận động viên thể hình vĩ đại nhất hành tinh. Arnold bắt đầu tập thể hình khi mới 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình, trở thành Mr. Universe trẻ tuổi nhất ở tuổi 20 và tổng cộng 7 lần thắng giải Mr. Olympia. Arnold vẫn là một nhân vật quan trọng của môn thể hình, dù đã rút lui khá lâu, và ông đã viết rất nhiều cuốn sách cũng như các bài báo về môn này. Arnold nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách ngôi sao phim hành động Hollywood, với các vai chính trong các bộ phim Conan the Barbarian và The Terminator. 6. Nếu các bạn muốn có cơ bắp khỏe thì hãy ăn uống điều độ và luyện tập chăm chỉ nhé.
Đến lúc đó, bạn vừa sẽ có cơ bắp và sức khỏe tốt. Cảm ơn bạn đã xem video. Các bạn hãy cho Emin biết cảm nghĩ của bạn về những người đàn ông này nhé. Emin luôn theo dõi và đọc từng bình luận của bạn đấy. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.